Ở đây tao có bộ xu mày thấy không? À, thấy. Mày là sắp mặt cái lộn, mặt sắp. Ha, chú ở đó là mặt ngựa. Ok ok. Bà là, rồi. Việt Nam đá trước. Tôi chấp mấy ông đá trước luôn á. Cái gì chấp? Tôi nói là chấp cho đội bạn đá trước. Rồi rồi ok, nó chấp mày một trái kìa. Thôi nhá nhào mi nhấp nhục nhấp. Vậy về chuẩn bị thua đi ha. Vậy vậy vậy. Còn chú đá lẹ đi rồi về ăn Tết nữa. Ê, Việt Nam mà đá mấy lần đi liền có trời cứu. Thôi tao đi về nước trước đi. Tụi bay lại nhận thua đi. Tao cũng về nước luôn. Nghĩ sao Lâm Tây Bắc cửa nào mình đá vô được. Nhớ là mày bắt vô kỳ kỹ chút nghe Lâm. Nhớ tuyệt chiêu múa quạt mà thầy đã dạy chưa. Trái cuối múa dày đường thả cho đội bạn một trái ăn ủi nghe Lâm. Nhớ cái kèo này chắc mình thua nhắc này. Thôi nghỉ mắt đi anh. Thì tao cũng muốn thua cha nó cho khỏe. Nhưng mà luật bóng đá thì mình phải theo thôi chứ làm sao. Tao nói thiệt nhiều lúc tao cũng thấy bất mãn dữ lắm á nha. Nghe coi. Bên Việt Nam chơi lớn dữ lắm. Chỉ cần đứa nào đá vô trái là sẽ được tặng một chiếc xe gắn bình xăng con Santa chạy đã lắm. Thôi hiện gì mình đó có động lực đá dữ quá hay tụi mày ha. Nãy giờ tao đỡ bóng mà muốn vãi ra quần. Ê Lâm Tây, nhớ lát cho